Công chúa kiểu gì? Là sao? Tóc của em có ma thuật không? Không. Bàn tay có phép? Không. Động vật có nói chuyện với em không? Không. Em bị hạ đầu? Không. Bị nguyền? Không. Bị bắt cóc hay bị nói dịch? Không, các chị không sao chứ, để em báo công an nha. Vậy chị sẽ phải cho rằng em đã lập thỏa thuận với một mụ phù thủy biển sâu để bà ta lấy giọng của em để đổi lấy một đôi chân con người chăng? Không, làm hoạt hình ai làm như vậy chứ? Em có nụ hôn chân tình chưa? Ghê quá. Em có giận cha mình không? Ngay cả có mẹ em cũng không. Tụi chị cũng vậy nè. Và giờ là câu hỏi trị giá 1 triệu đô. Người ta có cho rằng mọi vấn đề của em được giải quyết nhờ vào một anh to khỏe xuất hiện? Có, nhưng mà nếu có thì sao? Em đúng là công chúa. Ai may quần áo cho em? Chị chưa từng nhìn thấy cái gì giống vậy. Cái áo cũ rồi. Ôi, chị rất muốn có một cái cho mình. Chị cũng vậy. Chị nữa, áo này em chưa từng thấy. Mình cũng mê một cái như vậy. Tôi sẽ kêu lũ chuột làm cho. Thì ra đây chính là yêu. Hoàng hôn công chúa Vanellope, nữ hoàng của sự thoải mái. Trong số toàn bộ những thứ trên khắp cõi đời này, chị chưa từng nghĩ mình sẽ được mặc một cái. Đó gọi là gì ta? Ồ phải, áo thun. Bất cánh của tôi đang khoác lớp thật tuyệt vời. Khoan, có chuyện gì vậy? Thì cổ hát đó. Dạ, nhưng em thấy có âm nhạc rồi cả đèn chiếu và... Khoan, các chị đều nhìn thấy ha. Đó là điều xảy ra khi công chúa hát về giấc mơ của mình. Nó chưa từng xảy ra với em, ý là chưa bao giờ luôn. Sao em không thử hát xem? Bây giờ em đang muốn điều gì nè? Em hát về nó đi. Dạ được, mình làm được mà. Ừ, để xem. Tai lai đầy, tai lai đầy. Ok, tôi muốn một cái vô lăng. Wow, chắc là có nhiều điều cần phải giải thích đây. Vậy là cái vô lăng em hát về có phải là ví von? Không phải ẩn dụ gì đâu. Em chỉ thật sự muốn cái vô lăng đó. Em nghĩ vấn đề chắc là do hát hơi lạc tông. Có lẽ hơi bị lạc. Nhưng đôi khi em không thể hát đến khi em tới nơi nào đó để soi mình. Hãy thử cách của chị xem là tìm ra một hình thái của nước và nhìn mình trong đó. Sao? Phải, chị thích nhìn vào giếng cầu nguyện. Chị nhìn xuống đại dương. Mã ngựa. Bong bóng, xà phòng. Khoan, mấy chị nói là nếu như em cứ nhìn xuống mặt nước. Nè, là nước phải thật quan trọng. Phải, dĩ nhiên, nước phải thật quan trọng. Em nhìn vào cái chỗ nước quan trọng. Và bằng một cách thần kỳ nào đó em bắt đầu hát vậy các em mơ hả? Đúng rồi. Em không nghĩ gì đâu mấy chị, nhưng cảm ơn. 5 phút nữa các công chúa, bài trắc nghiệm bạn là công chúa Disney nào tiếp theo sẽ bắt đầu sau 5 phút. Được rồi, cảm ơn. Chà, đến lúc mình phải mặc váy lại rồi các nàng. Quả là rất vui khi gặp em Vanellope. Và chúc em may mắn tìm được bài hát. Ăn may như ăn mít, cầu cho con chết chết có nít chật bụng cũng không làm hũ gạo của em xê xích. Bay xa như nhóc bây giờ là thích. Kẻ giờ nói vậy? Bọn chị không biết. Cô ấy lạ lùng lắm luôn. Cô ấy đến từ hãng phim bên kia.